hai nữ lao công bất ngờ bị hai thanh niên bắn vào chân khi đang quét rác trong đêm. Sáng ngày 5 tháng 10, hai nữ lao công quét rác ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ bị hai nam thanh niên đánh bắn nhiều phát đạn. Cả hai nữ lao công đang điều trị tại bệnh viện với tâm lý hoang mang. Theo lời kể của nữ lao công Võ Thị Lưu, 42 tuổi và Lê Thị Minh Khải, 38 tuổi, vào khoảng 0 giờ sáng ngày 5 tháng 10, khi đang quét rác trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần quảng trường tỉnh, chị Khải gặp hai thanh niên nói trên. Hai thanh niên chạy xe rất nhanh, áp sát vào cổ đẩy rác. Lo lắng xảy ra tai nạn nên chị Lưu và chị Khải nhắc nhở hai thanh niên chạy chậm. Lúc đó hai thanh niên này chửi thề rồi phóng xe đi. Chưa đầy một giờ sau, khi hai chị quét rác tới cuối đoạn đường Phạm Văn Đồng, thì hai thanh niên này quay lại, chị Khải kể. Ngay sau đó, hai thanh niên chạy xe kề sát nơi chị Khải đang quét rác và hành hung chị Khải. Chị Lưu quét rác cạnh đó, lao đến can ngăn, bất ngờ bị thanh niên rút súng bắn về phía chị Lưu, khiến chị bị thương ở đùi. Tiếp đó, hai thanh niên tiếp tục đánh và bắn vào chân chị Khải. Theo kết quả chụp phim, chị Lưu bị găm một viên đạn ở đùi, còn chị Khải bị găm 3 viên đạn ở bắp chân. Khi nghe tiếng súng, một số người dân thức giấc, hai thanh niên lập tức lên xe máy rời khỏi hiện trường. Vụ việc quá nhanh và hai thanh niên rất manh động nên chúng tôi không kịp chạy, chị Lưu nói. Ông Nguyễn Cao Cường, đội trưởng đội sản xuất số 3 cho hay, sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo công ty đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng. Công an phường Nghĩa Chánh đã làm việc với hai công nhân và kiểm tra hiện trường lúc xảy ra vụ việc. Hai công nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến sáng nay, sức khỏe hai lao công đã ổn nhưng tinh thần rất hoang mang. Bác sĩ làm các thủ thuật y khoa xác định được những vết đạn ở chân hai nữ lao công và sẽ phẫu thuật để lấy đầu đạn ra khỏi chân. Hiện chưa thể xác định loại súng hai thanh niên sử dụng bắn hai nữ lao công là súng gì. Ông Bùi Văn Quang, giám đốc công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi cho biết đã cử cán bộ đến bệnh viện giúp đỡ hai nữ lao công và phối hợp làm việc với cơ quan công an sớm điều tra ra hai thanh niên manh động. Tôi rất lo lắng bởi người lao động trong công ty hoạt động đặc thù vào ban đêm hàng trăm người, chủ yếu là thu gom và quét dọn rác ở các tuyến đường. Vụ việc xảy ra khiến tâm lý người lao động rất hoang mang, mong cơ quan chức năng sớm điều tra và xử lý vụ việc để những lao công an tâm làm việc của mình, ông Quang nói. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, không chỉ công an thành phố Quảng Ngãi vào cuộc mà tất cả công an tỉnh phải dồn toàn lực lượng điều tra. Có thể hai thanh niên gây án đã trốn về các huyện, nên công an xã phường huyện thị trên toàn tỉnh phải phối hợp truy bắt. Tất cả lực lượng công an từ tỉnh đến xã phường phải vào cuộc ngay lập tức, phải lập lại trật tự an toàn nhanh nhất, bà Vân nhấn mạnh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.